Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua trên toàn Bắc Bộ nắng xuất hiện nhiều hơn. Chính vì vậy mà nhiệt độ trưa qua đã tăng nhanh từ 2 cho đến 3 độ, dao động từ 32 cho đến 35 độ, một số nơi còn cao hơn 35 độ. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng cũng đã hoành hành trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 35 đến 36 độ, nhiều nơi đạt 37 đến 38 độ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày hôm nay, trung tâm áp thấp nóng phía Tây sẽ là nhân tố chủ đạo chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Tính chất khô của vùng thấp nóng nhanh chóng mang lại một nền nhiệt cao từ 36 đến 37 độ tại Bắc Bộ. Và khi di chuyển ngoài trời nắng vào thời điểm giữa trưa tới đầu giờ chiều thì nhiệt độ mặt đường cao trên 38 độ. Bên cạnh đó, khí nóng cũng khiến cho độ ẩm trong không khí bốc hơi khá nhanh và không thuận lợi cho mây dông phát triển. Do vậy mà ngày hôm nay trời gần như không có mưa trên toàn miền. Với các tỉnh thành Trung Bộ, sang đến hôm nay, mức nhiệt nơi đây sẽ lại tăng lên nhanh chóng bởi vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn kết hợp với hiệu ứng gió Lào khô nóng, bắt đầu có những khu vực trên 39 độ như là Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tây Hiếu tại Nghệ An, Hương Khê tại Hà Tĩnh và Nam Đông tại Huế. Cùng với mức tăng nhiệt khá nhanh thì độ ẩm vào ban trưa cũng giảm chỉ còn dưới 55%. Ở các tỉnh phía Nam, gió mùa Tây Nam chủ yếu hoạt động mang lại cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những cơn mưa rào vào chiều tối. Tuy nhiên trong hôm nay thì mức độ nóng sẽ mạnh hơn hôm qua, mưa sẽ giảm hơn về diện và lượng, chỉ còn tập trung ở vùng ven biển miền Tây và thời gian mưa không kéo dài, nhìn chung ít ảnh hưởng tới hoạt động dân sinh. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thời tiết trên các đô thị lớn. Thưa quý vị và các bạn, như đã phân tích, trưa nay sẽ tiếp tục là một trưa hè nắng nóng tại thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ trong ngày sẽ tăng nhanh, hiện tại chỉ ở mức 27 cho đến 28 độ, nhưng đến giữa trưa có thể lên đến 36 đến 37 độ, độ ẩm ở vào khoảng 70%, thời tiết nóng và khô. Tại nội thành Hà Nội, do lượng phương tiện tham gia giao thông luôn đông đúc và ồ ạt, kết hợp với nhiều nhà cao tầng làm cản trở quá trình tản nhiệt và thoát nhiệt của không khí. Vì vậy mà sau một ngày bị mặt trời thiêu đốt, kéo dài liên tục 8 đến 9 tiếng thì mặt đường sẽ rất nóng. Đến tận 4 đến 5 giờ chiều, nhiệt độ không khí ngoài đường vẫn cao trên 38 độ. Vì vậy trước khi rời công trường hay công sở ra về, quý vị nên uống một ly nước mát để làm mát cơ thể, sau đó tham gia giao thông sẽ bớt phần nào căng thẳng và mệt mỏi. Tại thành phố Hải Phòng, thời tiết cũng nằm trong vùng chi phối của khối khí nóng. Do vậy mà bầu không khí cũng rất nóng bức. Mặc dù tại trạm Phú Liễn, mức nhiệt độ đo được có thể chỉ vào khoảng 34 độ, nhưng do trạm này được đặt trên đồi Phú Liễn với độ cao 200m so với mực nước biển, do vậy mà nhiệt độ thực tế tại thành phố Hải Phòng cũng phải vượt 36 độ. Khi di chuyển ngoài đường, quý vị vẫn phải trang bị áo chống nắng, mũ nón và kính mắt đầy đủ. Về đêm, nhiệt độ tại thành phố duy trì ở mức 27 độ, độ ẩm khoảng 80%. Đến với khu vực thành phố Đà Nẵng, thời tiết trong ngày hôm nay cũng khá nóng, mưa hầu như không xảy ra, mức nhiệt trong ngày dao động trong khoảng từ 27 cho đến 37 độ, độ ẩm khoảng 60%. Quý vị nên hạn chế đi ra ngoài đường vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều để bảo vệ sức khỏe. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận thuộc miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai, vùng thấp nóng vẫn là nhân tố mang lại một ngày thời tiết nắng nóng và oi bức. Nhiệt độ trong ngày hôm nay dao động quanh mức 28 đến 35 độ, một số nơi còn vượt 35 độ, độ ẩm khoảng 65 cho đến 70%. Tình hình mưa vào tầm chiều tối và đêm sẽ giảm trên khu vực nội thành. Nóng lên khiến cho người dân thành phố sinh sống gần khu vực công nghiệp và các kênh rạch càng lo lắng hơn về mức độ ô nhiễm môi trường nước tại khu vực như kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, mỗi ngày phải hứng hàng trăm ngàn mét khối nước thải công nghiệp và hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt. Ngoài ra các con kênh khác như là kênh Tham Lương, kênh Đồng Đen, kênh Đôi, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè cũng đang lâm vào tình trạng ô nhiễm độc hại. Thời tiết tại Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng khá nóng với mức nhiệt dao động quanh mức 27 cho đến 34 độ. Ngày có nắng nhiều và tối chỉ xảy ra mưa rào nhẹ, lượng không đáng kể, độ ẩm khoảng 70%. Từ xa xưa, Cần Thơ đã được coi là trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Hiện nay là một trong những nơi sản xuất và xuất khẩu gạo chính của cả nước. Với thời tiết tốt như thế này thì bà con cũng tranh thủ sửa sang lại hệ thống tưới tiêu nước, phục vụ cây nông nghiệp cũng như các vườn cây ăn trái để cây trồng phát triển được tốt nhất và cho sản lượng thu hoạch cao nhất. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.